thân sát năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu ti dâm pi tham măng sát năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tu ti dâm pi sang khăn sát năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tát ti dâm pi bút thằng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tát ti dâm pi thầm măng sa ra năng ga cha mi, con hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tát ti dâm pi sang thằng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thị xa rằng ngọc lát năng nịch thị tăng pháp quy tam bảo còn đủ, chỉ có bi nhiều. À, ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na thị ba ta, về là mạnh đi sẽ khó bất năng xâm ma địch dạ mỹ. Con xin quan dự điều học là quỳ tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na về là mạnh đi sự kho bất năng sa ma đi dạ mi. Con xin quan dự điều học là quỳ tránh xa sự trộm cắp. Ta mê su mi cha cha ra về là mạnh đi sự kho bất năng sa ma đi dạ mi. Con xin quan dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da về là mạnh đi sự khó bất năng sa ma dạ mi. Con xin quan dự điều học là quy tránh xa sự nói dối sự ra mê ra yama chapama dathana về là mạnh đi sự khó bất năng sa ma dạ mi. Còn siêu mê nhiều điều học là quỳ tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta về là mạnh đi sự khó bất năng sa ma dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana we ramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara we ramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada về ramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meraya machapamadathana về ramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thị mà nệ bần chả sĩ khá bật hà nệ sa thu căng ca tua ngập bá mà đề nệ nệ chả cà lăng xâm mà rắc kỳ tập băng. Chư Phật tử sau khi tòa trị tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải năng quen giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À, mắt phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Dạ, con kính tri ân sư đã truyền tâm quy và ngũ giới chúng con. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamange na wande hang ta da pam sung qua ruttamang Vutthe yo kalito do so vutho Tha ma tu tăng ma măng, con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng hoa rằng thầm mê vô khá lý tổ đồ sô thầm mô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đuôi thoát ta măng sang khê yo kha li tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin kính dâng mít đến cho Ngài, xin Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phước báo ngày hôm nay. So Thalato Subhito Virunho Bhuttasa Chane Arogo Subhito Isaha Sampe Nyati Pisa Thalata Subhita Virunham Bồn tát sa sanh aroga chuvita ho isaha sabbe nyati pite atalatha chuvita vruna bồn tát sa sanh aroga chuvita ho tasaha sabbe nyati pi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín phải bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. A ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồ nhân nô a nu mô đàn tu chi răng lắc khan tu sa sa năng a ca sa tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồ nhân nô a nu mô đàn tu chi răng lắc khan tu nô ga ru a ca sa tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác khăn tu pa ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác khăn tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng ki ri văn ma ma ca ye la hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta san ni no at ti ye cha sát ta a san ni no ca tăng pun nha pha lăng mây hằng sáp bê pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng điện năng phun nha pha lăng ma gia về cha tát thanh na cha nan ti đề hoa gan toa ni huệ đa dùm sắp đề lô cầm ni về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phan tu ma ma che ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu
xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến thân hữu của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đăng wa ta no pun nhang a sa wa kha ya wa hằng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài. Xin kính tri ân các sư đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin dâng quả phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Cũng cho quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ kính thưa sư Trí Đức, kính thưa đí vị trong đạo tràng. Dạ khi con đọc kinh Tam Bảo có gì sai xin quý vị thông cảm bỏ qua dùm cho ạ. Dạ xin xuống mic ạ. Dạ con xin nhường mic lại cho ngài Trí Đức ạ. Alo, 123, 123. Sư Không ơi, hỏi đặt có gì sai không? Quý vị có thấy sai hay đúng? Alo, âm thanh thì tốt. Nhưng mà Sư Không ơi, lễ bái Tam Bảo, thọ trì quy giới có chỗ nào sai không? Đạo tràng không chú ý hả? Đạo tràng không chú ý phải không? Chứ không ai nhớ thế này ha. Sau khi mà xin thọ trì quy giới xong á, thì có cái đoạn mà chư tăng nhắc nhở. Nhắc nhở có nghĩa là chúng sanh được sanh về cõi chúng sanh quý vị đã thọ trì tam quy và ngũ giới thì phải vâng giữ hành theo chứ được trong sạch, đừng có dễ vui, phải không? Đó là điều thứ nhất. Quý vị coi như giả sinh văn ha. Khi mà giả sinh văn xong á, thì cái vị sư mà truyền giới cho biết là cái quả báo của mình giữ giới như thế nào. Chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới ha. Được giàu sang cũng nhờ giữ giới ha. Được giải thoát cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên quý vị đừng có dễ vui mà quan hỷ thọ trì cái giới của mình. Đó là cái điều nhắc nhở về quả báo của giới. Và khi nhắc nhở như vậy thì quý vị mới xa thú rồi quý vị mới sám hối nha. Và chư tăng sẽ phúc chúc như vậy thì sẽ không ai thiếu chỗ nào. Alo. Quý vị có còn nghe không? Vậy thì chứ không ai thiếu cái chỗ mà coi như nói về quả báo của giới. Nói về quả báo của giới xong rồi khi đó quý vị mới sám hối rồi chưa tăng mới phúc chúc. Thì thiếu cái đoạn đó ha. Không. Bởi vì thật sự chúng tôi cũng không muốn làm mất thời gian của đạo tràng. Nhưng mà chứ không ai
đã nói rằng đó, nếu có cái gì sơ sót thì xin đạo tràng xin sám hối đạo tràng, thì chúng tôi cũng nhắc lại chỗ này. Mấy bữa trước thì đọc rất là theo trình tự rõ ràng, nhưng mà hôm nay chắc bị phân tâm hay sao. Rồi sàn thủ nhưng mà rõ ràng âm thanh tốt và Sĩ Hồng Mai cũng đã thể hiện tốt đúng giờ, chứ không phải là không, sớm hơn chút nữa. Rồi hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 417 ha. Trước khi bước vào sự sinh hoạt của đạo tràng, xin phép Đức Tán Dương Ân Đức Tam Bảo Ratanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaro Vichetthako Lokassasattha Janadhammako Vido Vandamahantang Narappu. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô quý giá tá sá sá tu nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ká rô cô sá phân nhu bút thấp bất thi phù thi sành nhá tô quanh đà má hành tầng nó rá phù. Cái này giác tầng pháp bảo vi nhân vạn như là sơ sáng vạc mạng vô minh má tăng lầm lạc dũng sinh đề dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô chú gá tá sá sá quá khô sê khà chú gá mô quá rá thâm thâm mất nà đi á nà bù quá rô quần đà mất hành tầng nó rá bù. Thân bảo thương văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa thể pháp hàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tây giá tê chê nó sẽ khà mê ê tu quá thả năng ta xà phí à lúc bào về nó sẽ hạ xà dê nó sẽ chật tụ. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 417. Quý vị nghe âm thanh vừa phải ha, hay là lớn nhỏ thế nào? Alo, cho biết ha. Nghe rõ, nghe sao thủ, sao thủ. Rồi câu Phật ngôn 4 vừa ha, rồi vừa được rồi, còn tuyệt vời nữa. Rồi câu Phật ngôn 417. Hít tòa mà nu sắc căng vô gần, hít tòa mà nu sắc căng vô gần, hít tòa mà nu sắc cần vô gần. Xong câu 1, số 2. Điếp bằng vô gần u bách chá gà, điếp bằng vô gần áp bách u bách chá gà, điếp bằng vô gần u bách chá gà. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Hít tòa mà nu sắc căng vô gần, điếp bằng vô gần bắt chắc gà. Hít tòa mà nu sắc căng dùng vô gần u bắt chắc gà. Hít tòa mà nu sắc căng vô gần, điếp
bằng vô gần út bách chát gà. Câu số 3, câu số 4. Sắp bây giờ ra quý sẵn vô tầng. Sắp bây giờ ra quý sẵn vô tầng. Sắp bây giờ ra quý sẵn vô tầng. Tâm hằng cụ mỹ cầm mát năng. Sắp bây giờ ra quý sẵn vô tầng. Tâm hằng cụ mỹ cầm mát năng. Sắp ba yo ga quy sằng yu tăng tam hằng pru mi pram ma năng. Nhờ đọc lại từ trên xuống đây. Hít tòa ma nu sa căng yo gần đếp bằng yo gần út bách cha gà sắp. Ba yo ga quy sằng yu tăng tam hằng pru mi pram ma năng. Hít tòa mà nu sa cần vô gần đếp bằng vô gần út bát cha gà sắp và vô gấp quý sẵn vô tầng tâm hằng phù mi cầm mát năng. Hít tòa mà nu sa cần vô gần đếp bằng vô gần út bát cha gà sắp và vô gấp quý sẵn vô tầng tâm hằng phù mi cầm mát năng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai thì tương đối dễ hơn. Hít tòa mà nu sa cần vô gần đếp bằng vô gần út bách cha gà. Sắp ba vô ca quý sẵn vô tầng tâm hằng phù mi cầm mát năng. Hít tòa mà nu sa cần vô gần đếp bằng vô gần út bách cha gà. Sắp ba yo ga quý sằng vô tầng tâm hằng phù mi pram ma năng. Vậy thì theo dòng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất là đọc một lần hai câu và dừng lại út bách chát gà rồi ta tiếp tục. Cách thứ hai quý vị có thể đọc lên một hơi. Đọc liền một hơi, nhưng mà hơi của quý vị dài, nhưng mà chắc ăn hơn là đọc một lần hai câu, dừng lại nơi trường âm cuối của câu số 2, u bách chát gà. Như vậy thì chắc là giọng kinh, quý vị thấy bài này dễ đọc. Khi nào mà cuối câu số 2 nó là đoạn âm thì quý vị mới thấy khổ đế. Còn mà nếu mà cuối câu số 2 là trường âm thì quý vị cảm thấy hạnh phúc ha. Rồi đó là giọng kinh. Còn bây giờ qua giọng kệ. Một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm hai. Và một lần thì đọc hai câu để mà nương nhau câu lên câu xuống. Để có được một cái âm điệu mà chúng ta gọi là kệ sao cũng được. Nhưng mà chính mình nghe được là quan trọng. Mình kể tức là mình nghe, mình đọc, mình nghe, mình cảm thấy hoan hỷ trong cái giọng đọc của mình. Giọng cao, giọng thấp, giọng trầm, bổng sóc nữa. Nhưng mà miễn sao mình đọc, mình nghe được thì chắc chắn là người khác nghe được. Nhưng mà muốn nghe được thì quý vị đọc lần hai câu ha. Bây giờ chúng tôi thí nghiệm trước nè. Hít tòa mà nu sa căng vô gần đẹp bằng vô gần u bánh cha gà. Sám ba vô gà quy sang vô tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Hít tòa mà nu sa căng vô gần đẹp bằng vô gần u bánh cha gà. Sám ba vô ga quy sang vô tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Hình toa ma nu sa tăng vô gắng đêm băng vô gắng u ban cha gà.
Samba yoga vi sang yon tang ta mahang pru mi brahma năng. Bỏ trói buộc là người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà là môn. Mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Trầm Man. Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thầm Maya, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 417. Hít toa manu sa căng vô găng điếp băng vô găng u bắc chá gà sắp ba yo ga vi sang yut tang tamang pru mi brahmanang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, điếp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, bắc trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Hít toa ma nu sa căng vô găng điếp băng vô găng ú bắc chá ga. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, vô trường âm thông thường, gá, quý, hai đoạn âm, xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp ba dô ca quy sang yut tăng ta ma hằng pru mi brum ma năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Hít toa ma nu sa căng vô găng điếp băng vô găng u bắc cha gà sắp ba dô ga quy sang yut tăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Hít toa ma nu sa căng vô găng điếp băng vô găng u bắc cha gà sắp ba dô ga quy sang yut tăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Hít toa ma nu sa căng vô găng điệp băng vô găng u bắc cha gà sắp ba vô ga quy sang yut tăng ta mang pro mi ram ma nang. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót xin Ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 417. Hít toa ma nu sa khang vô găng điếp băng vô găng u bát cha ga sáp ba vô ga quý sang yuk tăng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Hít toa ma nu sa khang vô găng điếp băng vô găng u bát cha ga
sappa yoga vissang yuttang tamahang ro miram manang. Hết trường âm ngắn, toa trường âm thông thường, mà trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, điếp trường âm ngắn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, bách trường âm ngắn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Hết tòa mà nú sa khăn vô găng điếp bằng vô găng ú bách chá găng sáp ba vô gá quý săn dúc tăng tá má hằng rù mí rầm ma năng. Sáp chừng âm nhắn, bá đoạn âm, vô chừng âm thông thường, gá quý hai đoạn âm, săn chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, dúc chừng âm nhắn, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hằng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, rù chừng âm thông thường, mí đoạn âm, râm chừng âm nhắn, má đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sắp sắp ba vô gá quý săn dúc tăng ta má hằng rù mí râm má năng. Hít tòa mà nú sa khăn vô găng điếp bằng vô găng ú bách chá gà. Sắp ba vô gá quý săn dúc tăng ta má hằng rù mí râm má năng. Hết tòa mà nú sa khăn vô găng điếp bằng vô găng ú bách chá gà sắp ba vô gá quý săn dúc tăng ta má hằng rù mí râm má năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ tới ca kệ. Hết tòa ma nu sa khăn vô găng đi băng vô găng u bách cha ga sập ba vô ga quy sang dục tăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Hết tòa ma nu sa khăn vô găng đi băng vô găng u bách cha ga sập ba vô ga quy sang dục tăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Bữa nay thấy bà cái bông hướng dương, ai, dằn khè, tím, tím, tím nhạt nữa. Chắc không có chuyện gì nữa không sư? À, sư ơi, hồi lần trước đó sư nói con phân tích hay đọc sai gì đó. Con nghĩ không đúng, không phải vậy đâu sư. Nhưng mà thôi, không sao. Thôi con cảm ơn, kỳ này chắc con không bị sai gì nữa không sư? À, con xin cảm ơn sư và quý vị đã cho bông qua nha. Mời quý vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu kệ ngôn số 417 ạ. Hít tòa mà nú sa khăn vô găng điếp bằng vô găng u bách chá gà sắp ba vô ga quy sằn yút tằng ta ma hằng rù mi pram ma năng. Bà mà nú sa khăn vô găng điếp bằng vô găng u bách chá gà sắp ba vô ga quy sằn yút tằng ta ma hằng rù mi pram ma năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, xá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, điếp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Hít
Tòa mà nu sa càng dồ gần đít bằng dồ gần u bách cha gà. Câu 3 và câu 4 ạ. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá, quý là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp ba dồ ga quy sằng yut tằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Hít tòa mà nu sa càng dồ gần đít bằng dồ gần u bách cha gà. Sắp ba dồ ga quy sằng yut tằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Dạ con xin kể ạ. Hitoa manu sa kang yo gang dip bang yo gang u bạch cha ga sap ba yo ga quy sang yut tang ta ma hang pro mi pram ma nang hitoa manu sa kang yo gang dip bang yo gang u bạch cha ga sập ba yoga quỳ sang du tăng ta ma hăng pro mi pram ma năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ có gì sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con xin xuống mic. Dạ kính cảm ơn sư ạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Thân mời The Man ạ. Alo. Dạ, con xin kính đại sư, con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 417. Hitoa manusakang yogang dipang yogang upacchaga sappa yoga visang yut tăng ta ma an phù mi đầm ma năng. Còn phân tích câu 1 và câu 2. Hi tòa ma nú sát găng vô găng điếp băng vô găng u bách cha gà. Chữ hít là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường, chữ ma là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ căng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Chữ vô là trường âm thông thường, chữ găng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Chữ deep là trường âm nhấn, chữ băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ú là đoạn âm, chữ bách là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ ga là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Hitoa manusakang yogang deep bang yogang upataga. Phân tích câu 3 và câu 4. Sappa yoga visang yuttang tamahang phumi rammanang. Chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ gá là đoạn âm, chữ quý là đoạn âm, chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ dứt là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. Sapa yoga visang yut tang tamahang phu mi dhamma nang. Đọc lại nguyên bài. Hitoa manusakang yogang dipang yogang upacchaga. Sapa yoga visang yut tang tamahang phu mi dhamma nang. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Dạ, bữa nay cho con xin kệ thử. Nhị tòa ma nu sa căng vô găng đi băng vô găng ủ bạch cha ga tập bà vô ga vì sang yết tăng ta mang phu vì đâm ma năng
Dạ, con xin xuống, con có sai gì xin sư ở dùm cho con, xin mời vị kế tiếp. Nam Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Khà. Dạ, con kính năm lãi Trí Đức, con kính năm lãi Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài. Hít tòa manu sa càng dồ gần đít bằng dồ gần úp bác cha gà sắp ba dồ gà út sẵn dút tặng ta ma hằng bù mi bòm ma nặng. Tòa manu sa càng dồ gần đít bằng dồ gần úp bác cha gà. Hí là bản âm, tòa trường âm thông thường. Ma tòa ma hai trường âm thông thường. Nú xá hai bản âm căn, trường âm đập theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường găng, trường âm đập theo giọng nguyên âm. Điếp trường âm nhấn băng, trường âm đập theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường găng, trường âm đập theo giọng nguyên âm. Ú đoạn âm bách, trường âm nhấn chá, đoạn âm ga, trường âm thông thường. Hít tòa ma nu sa càng vô găng điếp bằng vô găng úp bát cha gà. Sắp trường âm nhấn bá đoạn âm vô trường âm thông thường gá quý hai đoạn âm sang trường âm đập theo giọng nguyên âm. Dứt trường âm nhấn tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm hăng trường âm đập theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường lý đoạn âm prom trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đập theo giọng nguyên âm. Sắp ba dồ gá quýt sàng dút bằng ta ma hằng phù mi bồm ma nằng. Hít tòa ma nút san càng dồ gần đít bằng dồ gần úp bát cha gà. Sắp ta dồ gá quýt sàng dút bằng ta ma hằng phù mi bồm ma nằng. Trói bỏ trói buộc loài người vượt trói buộc cõi trời giải thoát mọi buộc ràng ta gọi Bà La Môn. Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hít tòa ma nú sa căng vô gần đít bằng vô gần úp bát cha gà. Sắp ba vô gà vứt sang vượt tầng ta ma hăng vô mi phâm ma nằng. Dạ, con có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Con xin trao mất cho vị kế tiếp. Alo, Sikha. Sikha nghe rõ không ạ? Hai đúng một sai. Hai cái đúng của Sikha là phân tích đúng nè, kệ cũng đúng giọng luôn nè. Nhưng mà cái sai đó là sai chỗ nào? Sai là trên giọng đọc. Cũng giống như Chí Dung nói, không phải là chữ hít, mà ở đây tức là chữ ma nu sa cần vô gần. Ma nu sa cần, thì chữ ma nu sa cần thì Sikh Hà phân tích rất là chính xác. Ma là trường âm thông thường, rồi khi mà kể cũng là cái toa ma nu là chữ ma cũng chính xác. Nhưng mà khi mà đọc á, trường âm và đoạn âm á, thì Sikh Hà đọc là ma nu sa cần chứ không phải là ma. Thì đây là một cái điểm mà xin lỗi Sikh Hà, muốn Đạo Tràng có theo dõi hay không, hay là mình bỏ một cái lỗi như vậy để Đạo Tràng có chú ý hay không. Thì cái đêm này Sikh Hà chú ý ha, Sikh Hà chú ý lại chỗ này. Bởi vì khi phân tích ma nút sa cần, rồi chính xác, đây là trường âm thông thường, hai đoạn âm và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhưng mà rồi khi mà đọc trường âm đoạn âm thì lại đọc ma nút sa cần, thì cái điểm này Sikh Hà
bị phân tâm hay sao? Nhưng mà không phải, nghe hai ba lần là như vậy thì sĩ khà chú ý nè ha. Ma nu sa căng chứ không phải má ha. Rồi, rồi bây giờ mời sĩ Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 417. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít băng vô găng u bách cha gà sáp ba vô ga quy sang rút tăng ta ma hằng ru mi rầm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Hít trường âm nhấn, qua trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đíp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm đọc trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít băng vô găng ú bách cha ga. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, vô trường âm thông thường, gá quý hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, rằm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sáp ba yô ga quy sang yút tăng tam hằng ru mi rằm ma năng. Con xin đọc nguyên câu pháp cú 417. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít băng vô găng ú bách cha gà sáp ba vô ga quy sang rút tăng tam ma hằng ru mi rầm ma năng. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít băng vô găng ú bách cha gà sáp ba yoga huy sang yut tang ta ma hang ru mi ram ma nang. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 417. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít băng vô găng u bách cha gà sát ba vô ga quý sang yút tăng ta ma hằng vô mi pram ma năng. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít bằng vô găng u bách cha gà sát ta vô ga quý sằng yút tằng ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Hít toa ma nu sa căng vô găng đít bằng vô găng u bách cha gà. Hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đíp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Hít toa ma nu sa căng vô găng đíp băng vô găng ú bách chá gà. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sáp ba vô ga quy sằng yút tằng ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá quý hai đoạn âm,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát ba giờ gáo quý sằng yut tăng tá má hằng phù mí râm má nằng. Dạ con xin đọc lại. Ít tòa mà nú sát cần dồ gần đít bằng dồ gần út bách cha gà sát ba dồ gáo ghi sằng dút tầng ta má hằng phù mi phầm má năng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ít tòa mà nú sát cần dồ gần đít bằng dồ gần út bách cha gà sát ba dồ gáo ghi sằng dút tầng ta ma hăng phu mi pram ma năng hít tòa ma nô sa căng vô găng điếp băng vô găng bụt bắt cha gà sát ta vô gà vi sang vô tăng ta ma hăng phu mi pram ma năng bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc khỏi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và con xong câu pháp cú 417. Dạ có gì sao nhờ sư Trí Đức chỉnh sửa, nhờ đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho chị Thanh Hoàng ạ. Dạ, mô Phật, không biết có phải tới con hay là chị Thanh Hoa, con cũng không biết, thấy chị Hồng Mai gọi lên ạ, con không biết, em xin đọc trước ha, chị Thanh Hoàng. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 417. Hít tòa nú sát khăn vô gần đít bằng vô gần ú bách cha gà sắp ba vô gá quýt sằn dút tầng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Hít tòa mà vô gần đít bằng vô gần ú bách cha gà sắp vô gá quýt sằn dút tầng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Dạ con xin câu đọc câu số 1, câu số 2 phân tích ạ. Hít tòa mà nút xa khăn vô gần điếp bằng vô gần ú bách chá gà. Hít tòa mà nút xa khăn vô gần điếp bằng vô gần ú bách chá gà. Dạ hít là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, xá là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, điếp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, úp là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu số 3 và câu số 4 phân tích. Sắp ba dồ gái quýt sần dút tầng tá má hằng đù mi rầm má nằng. Sắp ba dồ gái quýt sần dút tầng tá má hằng đù mi rầm má nằng. Dạ sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu ạ. Tòa mà nút xa khẳng gần biết bằng vô gần ú bách cha gà sắp bá vô ga quýt sằng dút
tằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kệ. Hít toa ma nút xa khăn vô găng, điệp băng vô găng, ủ bán cha gà. Sắp ba vô gà, quýt sang vụt tăng, ta ma hăng rú, mi rắm ma nặng. Dạ thưa, con kính xin đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Tát Cú số 417. Hít tòa mà nú sa càng dồ gàng tít bằng dồ gàng ú pa cha gà. Sắp bà yô ga vi sang vụt tăng tá ma hằng pru mi pram ma nang. Con xin đọc lại. Hít tòa mà nú sa càng yô gần đít bằng yô gần úp pa chắc ca. Sắp bà yô ga vi sang vụt tăng tá ma hằng pru mi pram ma nang. Dạ con xin đọc hai câu đầu và phân tách ạ. Hít tòa mà nú sa càng dồ gần tiếp bằng dồ gần úp ba chá gà. Là hít là trần âm nhấn, qua là trần âm thông thường, ma là trần âm thông thường, nú là đoạn âm, xá là đoạn âm, căng là trần âm đọc theo giọng ngân âm, dồ là trần âm thông thường, gà là trần âm đọc theo giọng ngân âm, tiếp bằng, tiếp là trần âm nhấn, băng là trần âm đọc theo giọng nguyên âm, dơ trường âm thông thường, gan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dú tách chá ga ú là trường âm là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ, và hai câu sau ạ. Sắp ba yô ga vi sam sắp ba yô ga ga ba yo ga vi sang vụt tăng tá ma hằng pru mi pram ma nằng. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dơ là trường âm thông thường, ga vi là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá ma hằng pru mi pram ma nằng, tá ma là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru mi pru là trường âm thông thường, mi là đoạn âm, pram ma nang, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin kệ. Hít thoa ma nu sa căng vô găng, điệp băng vô găng, ụp ba cha gà. Sapa yoga vi sang vụt tăng tam ma hăng pru mi pram ma nang. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Dạ con xin hết ạ, xin Ngài chỉnh sửa cho con, và con xin cảm ơn đạo tràng đã nghe con. Dạ, xin mời quý đạo hữu khác ạ. Con xin kính thỉnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 417. Hít tòa ma nú sa cần vô gần tít bằng vô gần u bách chát gà.
Sappa yoga visang yuttang tamahang prumi brahmanang. Hít tòa mà nu sa càng vô gần tiếp bằng vô gần upat cha gà. Hít là trường âm nhấn, tòa trường âm thông thường, mà trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đíp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Hít tòa mà nút sát căng vô găng tiếp bằng vô găng ú bát chá gà. Sắp ba vô ga quý sẵn dút tầng tá ma hằng phù mi phàm ma năng. Sắp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Gá đoạn âm, quý đoạn âm, sang trường âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp ba yo ga quý sằng dứt tăng ba ma hăng pru mí pram má năng. Hít tòa ma anusa càng vô gần tiếp bằng vô gần upat cha gà sappa yoga visang yut tăng tamahang prumi pramanang. Hít tòa ma anusa càng vô gần tiếp bằng vô gần upat cha gà sappa yoga visang yut tăng tamahang prumi pramanang. Hít tòa ma nu sa căng vô gần điệp bằng vô gần u bát cha gà sáp ba vô gà vi sang vô tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà la môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô Tu Nữ Thị Huyền và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết tặng thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 417. Hít tòa ma nu sa căng vô gần đíp bằng vô gần u bắc cha gà sáp ba vô ga vi sằng dứt tằng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Hít tòa ma nu sa căng vô gần đíp bằng vô gần u bắc cha gà sáp ba vô ga vi sằng dứt tằng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Hít tòa ma nú sa căng vô găng đíp bằng vô găng u bắc cha gà. Và câu số 1, hít là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, tiếp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sappa yo ga vi sang yut tang tama hang pru mi pram ma nang. Và câu số 3, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, quý là đoạn âm, săng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt là trường âm nhấn, tăng
là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và con số 4, tá má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Bru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Brahm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và con đọc lại 4 câu. Tua manusa kang yogang dipang yogang upak jaga sapa yoga wisang yut tang tamahang krumi brahmanang. Là con xin kể. Tua manusa kang yogang dipak yogang upak jaga sapa yoga wisang yuntang tamahang pru mi brahmanang hito manu sakang yogang dipang yogang upang jaga sapa yoga wisang yuntang tamahang pru mi brahmanang. Bỏ trói buộc loài người, buộc trói buộc cõi trời, giải thoát mọi ra buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích xong, đọc xong. Con có sai, con mong Ngài sửa lại giùm con ạ. Và mong dạ, kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, bây giờ từ mời Thanh Hoàng đi. Thì Thanh Hoàng nãy giờ cứ rớt tay hoài đó. Dạ, muốn mời Thanh Hoàng nha. Cảm ơn đạo tràng nhiều. Nam mô Bích Thai giá. Quý ông hiểu con nghe đây con nói không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Cái máy của con hôm nay nó dở quá, con phải dùng cái máy khác thì con lại không biết giơ tay ạ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 417 ạ. Hít tòa mà nu sa càng dồ gàng đít bằng dồ gàng u bách cha gà sắp ba dù ga quy sẵn yut tăng ta ma hằng rù mi brahm ma nặng hít tòa ma nu sa càng dù gần đi bằng dù gần u bách cha gà sắp ba dù ga quy sẵn yut tăng ta ma hằng rù mi brahm ma nặng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Hít tòa ma nu sa càng dù gần đi bằng dù rằng upacchara. Hít là âm nhấn, toa là trường âm thông, toa ma là hai trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đíp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Hít tòa manusa càng dồ gàng đít bằng dồ gàng u bách cha gà. Con xin đọc câu 3 và câu 4. Sắp ba dồ ga quy sàng yut tăng ta ma hằng rù mi brahm ma nặng. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá quý là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Hít tòa manusa càng dồ gàng đi bằng dồ gàng upách
cha ra sát pa yo ga vi sang yu tang ta ma hằng ru mi brahma na hit tòa manusa càng vô gắng đi bằng vô gắng upachara sát ba vô ga quy sằng du tằng ba ma hằng rô mi brahm ma năng bỏ trói buộc loài người vượt trói buộc cõi trời giải thoát mọi buộc ràng ta gọi bà la môn con xin kể hit tòa manusa càng vô gắng đi bằng yoga upachara samba yoga vi sang yut tang ta mahang ru mi brahma nang hita manusa kang yoga đi bằng yoga upachara samba yoga vi sang yut tang sap ta ma hang ru mi brahma nang. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ, vì cái máy của con không ổn định cho nên là con đọc con cũng hơi bị phân tâm ạ. Con xin mời vị kế tiếp, con không nhìn thấy là ai ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Đại Thế Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tịnh Duyên, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Hít toa ma nu sa sa căng vô gần đít bằng vô gần upát cha gà sắp ba vô gá vi sằng yút tằng ta ma hằng bùm mi bầm ma năng hít toa ma nu sa căng vô gần đít bằng vô gần upát cha gà sắp ba vô gá vi sằng yút tằng ta ma hằng bùm mi bầm ma năng. Con xin phân tích. Hít trường âm nhấn toa trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, nứ xá hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tiếp trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú trường ú đoạn âm, bát trường âm nhẫn, trá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Con hít tòa mà núi sát căng vô gần tiếp bằng vô gần út bát trá ga. Câu 3 và 4 sắp là trường âm nhẫn, bá đoạn âm, vô trường âm thông thường, gá đoạn âm, quý đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bu trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp bá dù gá quý sang dút tăng tá má hăng bùm mí brum má năng, hít tòa mà nước xá căng vô gần đít bằng vô gần út bát chát gà sắp bát vô gá quý sang dút tăng tá ma hằng bùm mi brahm ma năng bỏ trói buộc loài người vượt trói buộc cõi trời giải thoát mọi buộc ràng ta gọi bà la môn hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin phép kệ hiện to ma nữ xa khăn vô gần điểm băng vô gần upachara sapa yoga vi sang yun tang tamaham bumi brahma nang. Dạ thưa con kính tri ân sư kính tri ân ngài và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 417 ngày hôm nay. Hít tòa ma nu sắc căng vô găng đếp băng vô găng ú bách
cha gà sắp ba dồ gà quý sẵn dút tăng ta ma hằng bù mi bàm ma năng. Hít tòa mà nú sắc căng dồ gần đếp bằng dồ gần ú bách cha gà sắp ba dồ gà quý sẵn dút tăng ta ma hằng bù mi bàm ma năng. Thì con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Hít là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, nú, xá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, điếp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Hít tòa mà nú xá căng vô găng đếp băng vô găng ú bách chá gà. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá, quý là hai đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sapayo gawi sang yut tang tamahang pru mi prom ma năng. Và con xin đọc lại à. Hít tòa mà nú sắc căng vô gần đếp bằng vô gần ú bách chá gà sắp bá vô gá quý sân dút tăng tá má hằng bru mi prâm má năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hít tòa ma nu sa căng vô găng điệp băng vô găng u bách cha ga sắp ba vô ga quy sang vô tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Hít tòa ma nu sa căng vô găng điệp băng vô găng u bách cha ga sắp ba vô ga quy sang vô tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Dạ con đã đọc xong, có sai con nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Dạ sư thú, sư thú lành thầy. Cảm ơn văn nhật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ quý tu nữ và thân quý thầy. Và bây giờ con xin đọc bài và phân tích câu pháp cú kinh số 47. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Hít tòa mà gần gần đi bằng dù gần úp bách cha gà sắp bát vô ra quy sàng vút tăng tám ma hằng rồ mi trầm ma năng. Hít là trường âm nhấn, tòa ma trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, căng trường âm giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm giọng nguyên âm, điếp trường âm nhấn, băng trường âm giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm giọng nguyên âm, ú đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá âm, ga trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4. Sắp bát vô ga quy sằng vút tăng tám ma hằng trù mi trầm ma năng. Sắc trường âm nhấn, bá đoạn âm, vô trường âm thông thường, gá quý hai đoạn âm,
sang trường âm giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, trường âm giọng nguyên âm, tá ma tá hai đoạn âm, hăng trường âm giọng nguyên âm, ru trường âm thường, mí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm. Sắp ba giờ ga vi san yut tang tama hằng ru mi ram ma năng ma nu sắc căng hi tòa ma nu sắc căng vô gần đít bằng vô gần út bát cha gà sắp ba giờ ga vi san yut tang tama hằng ru mi ram ma năng hi tòa ma nu sa căng vô gan đi vô gan u ban gan sap ba vô gan vi san vô tăng ta ma ta ma ru vi ram ma nan hi to ma nu sa căn vô gan đi bằng vô gan u ba sap ba vô ga vi san vô tăng ta ma ru mi ram ma năng bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Phổ thơ này thường cho là tự nhiên đã phân tích và kệ xong. Anh nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ tự nhiên thấy Trần Phụng. Dạ, kính mời Trần Phụng. Dạ, con đánh lỡ ngài Trí Đức, con đánh lỡ cô tu nữ, quý cô tu nữ. Con kính đánh lỡ đạo tràng. Cho con đọc bài ạ. Hittoamanusakan yogan dipan yogan upacchaga sabba yoga visan yuttan tamahang romiram manan Hittoamanusakan yogan dipan yogan upacchaga sabba yoga visan yuttan Tama hằng rô mi rầm má năng Hít tòa mà nú sát căng vô gần Đít bằng vô gần út bắt chá gà Sát ba vô gá bí sang vô tần Tama hằng rô mi rầm má năng Bỏ trói buộc loài người Vượt trói buộc khỏi trời Giải thoát mọi buộc ràng ta gọi Bà La Môn. Con xin tri ân ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch. Dạ, con đọc rồi, con không có phân tích được. Con xin xuống mic. Nam Mô Bích Tha Giá. Sa Thủ cảm ơn Sức Trần Phụng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Tịnh Tâm, Minh Giang, Nhật Hà, Trần Phụng, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đà Men, Nhật Bình thấy Đà Men giờ vừa vô phải không, xích Đà Men.
này phải nha, nhục bình thấy hình như vậy nên nhục bình bớt bài ra. Nếu mình có trả bài thì đưa bằng tay nha. Dạ, nhờ mà cảm ơn hoàn thành cho nhục mình biết được tín hiệu. Ủa rồi mình trả bài rồi hả? Dạ, tại thấy mới chạy vô mà. Ồ vậy hả? Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhược Quỳnh kính lễ cô tu nữ tại duyên. Nhược Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Vậy chắc còn có mình Nhược Quỳnh chưa trả bài thôi. Dạ con xin được trả bài câu Phật cứu kinh. Ồ còn Hành Kiếm nữa, Hành Kiếm ơi đưa bàn tay lên nghe Hành Kiếm. Rồi mà Hành Kiếm nha. Dạ con xin kính đảnh lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Và con xin đọc kệ ngôn 417. Hiếp tòa mà nú sắc càng vô gần điếp bằng vô gần ú bách cha gà sắp ba vô gá quý sằng vút tăng tá ma hằng rù mi trầm ma nằng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Hết là trường âm. Hết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường. Nú xá là hai đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tiếp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Hít tòa mà nú sắc cằn vô gần tiếp bằng vô gần út bách chá gà. Con đọc phân tích tiếp cái câu số 3 và số 4. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, quý là đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, trăm trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp bây giờ quá quý sằng vút tăng tá má hằng rù mí rầm má nằng. Rồi con đọc lại hai câu. Hít tòa mà nút sắc càng vô gần tiếp bằng vô gần u bách cha gà sắp bay vô gá quý sằng vút tầng tá ma hằng rù mi trầm ma nằng. Dạ con xin kệ. Hít tòa ma nôn xa càng vô gần tiếp bằng vô gần u bách cha gà sam bằng vô ga vi sang vô tăng tam hằng rú mi brahm ma nằng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong. Dạ kính xin sư và quý đạo hữu trong đạo tràng, chỗ nào có sai thì xin sửa dùm con ạ. Dạ con xin cảm ơn và con xin trả mít. Sa thu kính cảm ơn xin Hành Kiểm. Dạ theo Kim Nhung điểm danh thì còn ai? Nãy còn vị nào nữa, Kim Nhung? Alo, cảm ơn tịnh tâm.
Cảm ơn thiện hữu kính âm trầm ơn trầm vùng. Còn hai vị vị nào đưa tay khi Nhật Bình nhường mic để quý vị trả bài nha. Trong khi chờ đợi bàn tay quý vị, Nhật Bình xin trả bài trước. Thầy Nhật Bình lặn sâu quá rồi. Dạ. Xin còn quý vị mà không đưa tay thì coi chừng bị ngài khóa sổ nha. Chứ không phải Nhật Bình khóa sổ ạ, nói trước rồi á. Dạ, con xin được trả bài câu pháp cú kinh 417. Hít tà ma nu sa căng dơ găng địch băng dơ găng ư ba cha gà sập ba dơ gà quy sang vượt tăng tâm ma hằng rù mi rầm ma năng. Hít tà ma nu sa hít tà ma nu sa căng dơ găng địch băng dơ găng ư ba cha gà sập ba dơ gà quy sang vượt tăng tâm ma hằng rù mi rầm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Hít trường âm nhấn to, trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đích trường âm nhấn, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Hít to ma, nu sa căng, dô găng, địch băng, dô găng, ú bát cha ga. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắc trường âm nhấn. Vô trường sắp trường âm nhấn bá đoạn âm vô trường âm thông thường đá quý hai đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm vút trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ru trường âm thông thường mỹ đoạn âm râm trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sắp ba giờ ga quy sang vút tăng tâm ma hằng rù mi rầm ma năng. Con xin ôn lại hết bài. Hít tà ma nu sa căng dơ găng đít bằng găng u ba cha gà sắp ba dơ gà quy sang vút tăng tâm ma hằng rù mi rầm ma năng. Dạ con đọc qua thương đích có sai không cung kính ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin phép được cài ạ. Hết ta manu sa cẳng vô găng địch băng vô găng ù bạt cha ga sạp bả vô ga quỳ sang vô tăng tam ma hăng su mi rầm ma năng. Hết ta manu sa cẳng vô găng địch băng vô găng ù bạt cha ga sập bả vô ga vì sang vượt tăng tam ma hăng ru mì râm ma năng. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi bà la môn. Thầy ơi, nghe Trần Phụng khen Nhật Quỳnh cỡ quá thôi, giọng thì khàn khàn như dịch dịch đực gì mà khen hay bỏ tay lắm. Nó một bức thà giá rồi. Hà ơi, ngài khóa sổ rồi, ngài đưa bài lên để Hà ơi. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nó một bức thà giá. Sà thú hôm nay quý vị tuyệt vời. Cái này đọc cũng hay hết á. Hôm nay có một cái giọng kệ hơi lạ lạ ha, của sức hành kiểm. Sư thành kiểm có một cái giọng kệ đọc ha, lạ nữa. Rồi cô tu nữ Tuệ Duyên nữa, hai vị này có những cái giọng kệ đặc biệt ha. Sà tu quý vị đã hoàn thành trách nhiệm của mình, giọng kinh chuẩn và giọng kệ cũng hay ha. Rồi giọng kệ miền Tây ha, đúng là cô tu nữ Tự Duyên của miền Tây, mình Sức Hành Kiểm của miền Tây ha. Có dùng để đặc biệt á.
Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự, đi vào tư vấn. Và duyên sự câu Phật ngôn này hơi dài, quý vị thông cảm ha. Có nhiều vị muốn sửa sai, như là Thích Hà muốn lên đọc lại, nhưng mà nghe người ta đọc mình biết mình chỗ nào đúng chỗ nào sai rồi ha. Thôi khỏi đọc lại. Còn những vị đang bận công việc á, thì nghe quý vị cũng có thể học ha, cũng có thể tự sửa được ha. Rồi bây giờ với sự câu Phật ngôn 417, chúng ta đi vào duyên sự ha. Hít tòa ma nút sát cầm vô gần ha. Hít tòa ma nút sát cầm vô gần. Câu đầu tiên chúng ta có được ba từ ha. Alo, xin Nhật Quỳnh chuẩn bị ha. Từ vẫn chứ, từ vẫn chết rồi mới duyên sự sao nhé. Hitua manusa căn vô gần. Chỉ hitua do căn ngữ ha. Đây là một động từ bất biến, có nghĩa là sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ. Chỉ hitua manusa căn. Cần ngữ hà, hà có dấu huyền ở trên ha. Cho nên mà không có dấu huyền thì không phải là cái cần ngữ của chữ hà. Manusaka do cái từ Manusaka. Manusaka nó là một tính từ nam tính ha. Bởi vì Manusa nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Manusa có nghĩa là người. Mà manusakan là thuộc về nhân loại, thuộc về loài người, nó là một tính từ manusaka, nhưng mà được chia theo đối các số ít. Dutiya vipatiya kavacana, cho nên manusaka biến thành manusakan, thuộc về nhân loại, thuộc về loài người. Manusakan. Rồi, chữ cuối cùng vô găng. Vô găng do cái từ yoga. Yoga là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Chữ yoga ở đây được chia theo đối các số ít. Dutiya vipatti ekavacana. Cho nên yoga biến thành vô găng. Vô găng là sự ràng buộc. Sự ràng buộc. Hít toa mà nước sắc thần vô gần. Người đã từ bỏ sự ràng buộc thuộc về nhân loại. Người đã từ bỏ sự ràng buộc thuộc về nhân loại. Mà quý vị biết nhân loại ràng buộc là do cái gì? Đó là nhân sản, tức là tài sản của nhân loại. Mà sự ràng buộc, chính cái tài sản đó mà người ta hay nói là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Thì đây là những tài sản của nhân loại mà người đã từ bỏ sự ràng buộc. Ai câu số 2 ha. Điếp băng vô găng ú bách chật ra. Chứ điếp băng do cái từ điếp bá. Chứ điếp bá đây là một tính từ nam tính. Điếp bá được chia theo đối các số ít. Đố tỷ giáo quyền phát thị ê có quá trình ha. Điếp bá biến thành điếp băng. Điếp băng là thuộc về cõi trời. Điếp băng là thuộc về cõi trời. Rồi vô gân là sự ràng buộc. Vô gân sự ràng buộc. Upacchaya. Tiếp đầu ngữ upa. Upa có nghĩa là gần.
Rồi thêm chữ ác tí nữa là quá trên. Ở đây Upacchaya, căn ngữ của động từ Kacchati đó là gầm, đi. Căn ngữ là đi, động từ Kacchati. Vậy thì Upacchaya ở đây nó là một cái động từ số ít đã vượt lên, đã vượt lên. Vượt lên, vậy thì Điếp Văn Vô Găng Upacchaya đã vượt lên sự ràng buộc thuộc quả trời, đã vượt lên sự ràng buộc thuộc quả trời. Và câu số 3, Sapayo Gawisang Yutang, Sapayo Gawisang Yutang. Một nhóm từ, một nhóm từ này chúng ta thấy có ba từ đi chung với nhau. Sapa là một, Yoga là hai, Wisang Yutang là ba. Chữ Sapa có nghĩa là tất cả mọi thứ. Đây là một tỉnh từ, tất cả mọi thứ. Chữ Sapa. Rồi chữ Yoga, nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Yoga là sự ràng buộc, sự vướng bận. Rồi tiếp tục, Wisang Yutang, do cái từ Wisang Yuta. Sang Yuta là một quá khứ phân từ đã được liên kết, đã được liên kết. Rồi cái căn ngữ dốt có nghĩa là buộc trói, buộc trói. Vậy thì Vissang Yutta nó là một quá khứ phân từ không bị ràng buộc. Vissang Yutta ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ e cao quá trần hạ, cho nên Vissang Yutta biến thành Vissang Yuttang. Vissang Yuttang không bị ràng buộc. Gom lại, Sapayo Wisang Yutang, không bị ràng buộc bởi mọi sự vướng bận, không bị ràng buộc bởi mọi sự vướng bận. Và câu cuối cùng, Tamahang Pru Mitram Manang, Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu Phật ngôn 417 cho chúng ta một ý nghĩa. Người đã từ bỏ sự ràng buộc thuộc về nhân loại, đã vượt lên sự ràng buộc thuộc quả trời, không bị ràng buộc bởi mọi vướng bận, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Lặp lại, người đã từ bỏ sự ràng buộc thuộc về nhân loại, đã vượt lên sự ràng buộc thuộc quả trời, không bị ràng buộc bởi mọi vướng bận, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: lìa xa hạnh phúc cõi người, lìa luôn phước báo cõi trời cao sang, thoát bao cám dỗ huy hoàng, những bậc như vậy đồng hàng Bà La Môn. Lìa xa hạnh phúc cõi người, lìa luôn phước báo cõi trời cao sang, thoát bao cám dỗ huy hoàng, những bậc như vậy đồng hàng Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu là phổ thơ ngũ ngôn: bỏ trói buộc là người, vượt trói buộc ở trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Bỏ trói buộc có người, bỏ trói buộc là người, vượt trói buộc khỏi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Rồi, trong ý nghĩa tự vận, quý vị thấy có chỗ nào các lớp? Alo, alo, quý vị
thấy có chỗ nào không thông, quý vị có ý kiến ha. Ở đây chúng ta coi như không đủ khả năng để hiểu những lời mà Đức Phật đã dạy, và chúng ta bổ sung ý kiến để có được một cái hiểu chung. Đừng có nghĩ là chúng tôi coi như dám tranh cãi sửa thánh này sửa cái kia, mà chúng ta có thể đóng góp ý kiến. Bởi vì đây là một câu Phật ngôn mà Đức Phật ám chỉ về cá nhân của một vị nào đó trong thời kỳ của Đức Phật. Chúng ta không đủ khả năng, không đủ khả năng để hiểu được ý nghĩa như vậy. Cho nên ở đây học là học chung với nhau những ý kiến đóng góp của quý vị để làm cho câu Phật ngôn này được sáng tỏ và chúng ta áp dụng trong cái đời sống của chúng ta thường nhật. Rồi bây giờ duyên sự câu Phật ngôn này nói về một cái vị trưởng lão tên là Cha Tila. Alo, quý vị đánh lên cái chữ Cha Tila như thế nào để chúng ta khi mà nói về câu Phật ngôn 417 thì mới biết cái tên của cái vị trưởng lão này. Cha Tila. Alo, tiếng Bali rất xa đây. Huynh Giang Nhật Hà Cặp này ha. Sức Hoàng Thành ha, cũng sai này ha. Sức Nhật Quỳnh ha, viết cũng không đúng này. Sức Chiếc Lá Mùa Xuân này. Sức Chiếc Lá Mùa Xuân này. Rồi Sức Quỳnh chỉnh lại này. Rồi Sức Trà Men 45 này. Chà Tí Lá, chữ tí có dấu chấm ở dưới. Chà Tí Lá. Chà Tí Lá có nghĩa là bệnh tóc á. Có một cái giáo phái hồi thời kỳ Đức Phật á, là giáo phái mà họ bệnh tóc trên đầu á. Ở Việt Nam mình cũng có cái phái này. Không phải chữ Cha Tí Lá giống như Sister Man á là chính xác. Ở Việt Nam cũng có một cái giáo phái mà bệnh tóc. Mà bệnh tóc ở Việt Nam người ta gọi là củ tỏi á, củ tròn làm cục ở trên đầu. Mà họ mặc đồ đen ở miền Tây thì cái đó cũng là bệnh tóc á. Nhưng mà bệnh tóc theo cái hình củ tỏi tròn tròn tròn, và cái đầu của họ, tóc của họ là một sự linh thiêng. Chúng ta mà đụng tới cái tóc của họ là xin lỗi, đó là một điều cấm kỵ, đó là một điều cấm kỵ. Cũng như trong cái câu chuyện mà vị đạo sĩ Na Vật Đa đi đạp nhầm cái búi tóc của cái vị khác đó, rồi bị chửi bới tùm lum tà la, rồi có lời nguyện mà nếu mà coi như không sám hối thì đầu sẽ bể làm bảy mảnh. Trong câu Phật ngôn thì chúng ta cũng đã thấy đó, chỉ cần kiếm ở miền Tây là biết hết. Công nhận ở đâu biết đó hả, bán cà phê cũng rành nữa. Nhất là một cái nơi mà coi như giao thông tin tức ha, cái này Sức Hành Kiểm biết liền ha. Rồi trời ơi, duyên sự hay thế này mà Sức không ai bỏ chạy. Ở trong thành Varanasi có một cô tiểu thư, con gái của một đại trưởng giả, nhưng một cô nàng có một cái nhan sắc rất là tuyệt đẹp. Cha mẹ của nàng cho một nữ tỳ hầu hạ và giữ chặt nàng ở cái lầu 7 của một tòa lâu đài 7 tầng. Một hôm có một chàng chú thuật gia dùng chú thuật bay trên hư không, rồi trông thấy cái cô tiểu thư này đang đứng giữa cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Và cô tiểu thư này trông thấy chú thuật gia thì cô ta mỉm cười. Anh chàng chú thuật gia này bỗng phát sinh cái tâm ái luyến với cô ta, đi đến bên cửa sổ trò chuyện cùng tiểu thư, và cả hai đã tư thông với nhau. Một thời gian sau thì cô tiểu thư này có thai. Nữ tỳ thấy được cái sự khác lạ từ thân thể của cô tiểu thư mới gặng hỏi: thưa tiểu thư, vì sao có chuyện như vậy?
Cô tiểu thư này lo sợ, tỏ thật lòng với nữ tỳ và yêu cầu nữ tỳ giữ kín câu chuyện này. Ngươi đừng có cho ai biết việc này ha. Một thời gian sau thì cô nàng hạ sanh một đứa bé trai và bảo cái người nữ tỳ lấy ra một chiếc thau, bỏ hài nhi vào trong đó, chụp lên trên một vòng hoa, rồi bảo nữ tỳ rằng: ngươi hãy đem đứa bé này ra khỏi lâu đài, thả cho nó trôi sông. Nếu có người hỏi thì nói rằng đây là một vật tế lễ của cô chủ tôi đối với Hà Bá. Nàng nữ tỳ đã làm theo lời dặn, đem bỏ đứa bé trong cái thau rồi thả trôi ở trên dòng sông Chanh Ga, tức là sông Hằng. Cái thau trôi xuôi theo dòng nước về miền hạ lưu, đến lãnh thổ xứ Awanti. Có hai nữ tỳ đang tắm ở dưới sông, trông thấy cái thau trôi theo dòng nước. Một cô nói rằng: cái thau là của tôi. Còn cô kia nói rằng: nếu vậy thì vật ở trong thau là của tôi. Cả hai nữ tỳ này vớt cái thau ấy lên, thấy có đứa bé trong đó. Cả hai cô đều phát sinh sự thương mến và dành với nhau: đây là của tôi, đây là của tôi. Này chị, đứa bé là vật của tôi, còn cái thau là vật của chị cơ mà. Rồi cả hai người dành nhau đứa bé, cuối cùng phải mang cái sự việc này trình lên quan đại thần để xử kiện. Vị quan đại thần không thể giải quyết được nên trình lên cho đức vua. Và khi nghe câu chuyện như vậy, đức vua mới phán giải rằng: người ước cái thau thì nhận lấy cái thau, người ước vật đựng ở trong thau thì hãy nhận lấy cái vật đựng ở trong thau. Người nữ tỳ nhận được đứa bé thì cái người đó chính là cái người hộ độ cho trưởng giả Mahakacchayana. Alo, còn nghe không? Mahakacchayana, tiếng Bali viết thế nào đây? Alo, Mahakacchayana, quý vị viết đúng chữ này chứng tỏ là quý vị theo dõi. Mahakacchayana tức là người ta gọi là ca chuyên viên đó. Mà dịch ra tiếng Ba Tàu gọi là ca chuyên viên. Mahakacchayana viết sao đây bà con? Viết đúng là đọc bếp, còn viết không đúng là thôi. Rồi người ta hỏi cái người hộ độ cho ngài Mahakacchayana, cái cô tiên nữ đó, mà cái ngài trưởng giả tên là gì? Mahakacchayana sai. Mahakacchayana, xích quần hoàng quanh thắt. Maha, chị Ha có dấu huyền nè. Maha là lớn, Kacchayana gọi là đại chuyên viên ha. Rồi, như vậy là xích hoàn thành việc đúng. Thì cái người nữ tỳ mà nhận được đứa bé đó chính là cái người hộ độ cho ngài Mahakacchayana. Cho nên cô ta có ý nghĩ là: ta sẽ cho con của ta xuất gia với trưởng lão Mahakacchayana. Rồi tóc của đứa bé nó bệnh lại thành từng lọn vì dính lấy những cái chất cà nhau, những cái chất dơ mà tiểu thư tắm rửa cho con không được sạch. Do như vậy cho nên đứa bé có tên là Chatila, là tóc nó bệnh lại, nó đoanh lại, nó kết lại, gọi là Chatila. Khi mà Chatila vừa biết đi thì cái nàng tỳ nữ cung thỉnh ngài trưởng lão Mahakacchayana đến thọ thực tại nhà của nàng. Sau khi cúng dường vật thực xong rồi thì cô mới đảnh lễ trưởng lão Mahakacchayana và bạch rằng: bạch ngài, con xin dâng hài tử này đến ngài. Khi thấy Chatila thì ngài Mahakacchayana mới hỏi rằng: này tỳ nữ, cô có được đứa bé này hay sao? Dạ thưa vâng bạch ngài, đây là con nuôi của con nuôi đứa bé này với sự ước nguyện rằng sẽ cho nó xuất gia với ngài.
Vậy thì xin Ngài hãy tế độ cho nó đi. À, được thôi, này tin nữ. Và cô ta đã giao đứa bé cho Ngài Maha Kachayana. Ngài mới quán xét rằng đứa bé này có phước hưởng tục sản chăng? Rồi Ngài thấy, ồ, có. Đứa bé này là một bậc đại phước, sẽ thọ dụng đại tài sản. Bây giờ đây thì nó còn quá bé, trí tuệ của nó chưa được viên mãn. Thế là trưởng lão Maha Kachayana đưa cha Thị Lá đến nhà của người hộ độ của mình ở trong thành Takasi là người hộ độ chăm nom săn sóc cha Thị Lá rất là cẩn thận. Khi gặp Ngài Maha Kachayana, cái người hộ độ gia đình ấy đánh lấy Ngài rồi đứng sang một bên. Rồi trông thấy cha Thị Lá, ông đã bạch hỏi Ngài Maha Kachayana, Ngài đã có được đứa bé này hay sao? Đúng thế, này thiền nam, nó sẽ xuất gia sau này, nhưng mà giờ đây nó còn quá bé, vậy thì hãy để nó ở lại đây với ông nha. Dạ thưa vâng bạch Ngài. Người hộ độ nhận lời nuôi dưỡng đứa bé. Ở đây nói về người hộ độ để cho quý vị thấy rằng người hộ độ đây tức là người cấp phí giá. Người này giữ một phần tài sản mà của Ngài Maha Kachayana có. Bởi vì trong luật thì không cho giữ những cái vật thế này thế kia, mà người hộ độ thì có quyền giữ để coi như điều phối hay là để hỗ trợ cho Ngài Maha Kachayana khi hiểu sự. Thì đó gọi là người cấp vị gia. Thì người hộ độ nhận lời nuôi dưỡng đứa bé và xem cha Thị Lá như là con của mình. Người hộ độ ấy có rất nhiều tài sản đã ứ động từ 12 năm rồi. Ông phải tồn trữ trong nhà suốt một thời gian 12 năm như thế. Một hôm vào một ngày hội chợ, ông mang những cái tài sản đó ra bán và dặn bảo cha Thị Lá rằng: con hãy bán món này với cái giá tiền như vậy, món này với cái giá như thế kia, vân vân. Rồi trở về nhà. Thì hôm đó cái vị thiên nhân trấn giữ cái thành Takasi là đã khiến mọi người đến cái gian hàng của cha Thị Lá mua hết tất cả những cái món tài sản đó, dù chỉ là một trái ớt hay một cọng rau, họ cũng tìm đến cửa hàng ấy mà mua. Đồng tử cha Thị Lá bán tất cả những món tài sản đó để bán sạch hết là những hàng hóa tồn trữ từ 12 năm chỉ nổi trong một ngày. Cái vị tộc trưởng, cái vị hộ độ đó đi ra chợ và thấy hàng hóa đã hết sạch, rồi mới hỏi rằng: này cha Thị Lá, con những cái hàng hóa mà đã sao mà đã hết sạch rồi, hay là ai đã đến lấy tất cả rồi? Dạ thưa cha, chẳng có mất mát gì hết, con đã bán hết số hàng hóa ấy theo cái lời mà cha chỉ bảo, và đây là tiền bán được. Ô, cái người hộ độ này vô cùng hài lòng trước kết quả tốt đẹp đó, suy nghĩ rằng: đây là một con người đại phước, dù cho có sống đến bất cứ nơi nào cũng tốt đẹp, cũng hoàn thiện, vậy thì ta hãy gả con gái cho y đi. Thế là cái người hộ độ đó đã gả con gái cho cha Thị Lá, và ông bảo với gia nhân rằng: các người hãy kiến tạo một tòa lâu đài cho hai đứa con của ta đi. Khi ngôi nhà được hoàn tất, ông mới bảo rằng: hai đứa con hãy ở trong cái nhà này. Cha Thị Lá vừa đặt chân vào trong nhà thì lập tức một cái núi vàng cao 80 hắc tay, tức là khoảng 40 mét đó, từ dưới đất nó chui lên ở phía sau nhà của cha Thị Lá. Khi mà đức vua nghe tin như vậy thì mới nghĩ rằng: ồ, cái núi vàng mình nó nổi lên ở trong nhà của cha Thị Lá. Như vậy thì đây là một cái tài sản rất lớn, và đức vua ban cái lộng
trưởng giả đến cho cha thị giả và đặt vào cái địa vị là đệ nhất trưởng giả ở trong thành Takasi. Là trưởng giả cha thị giả có được 3 người con trai. Khi mà các con tử đã trưởng thành, được điên Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, tâm của cha thị giả mong muốn được xuất gia. Ông mới suy nghĩ, bây giờ mà ta đi xuất gia, chắc chắn các con của ta không cho ta đi. Mà nếu có vị trưởng giả nào có đại tài sản như ta hay là hơn ta, thì các con của ta mới chịu cho ta đi xuất gia. Chẳng lẽ trên cõi diêm phù này không có người nào giàu có bằng hoặc là hơn ta hay sao? Trưởng lão trưởng giả cha thì lá cho thợ đúc những cái thỏi vàng ra thành những cái viên gạch bằng vàng, cho đúc cán dù bằng vàng và đôi dép cũng bằng vàng, và bảo những vị bà la môn trong gia tộc rằng các người hãy mang như vật này đi khắp cái cõi diêm phù, giả như đang đi tìm một cái vật gì đó, xem có ai giàu hay bằng hay là hơn ta hay không. Và cái nhóm bà la môn đó để đi đến kinh thành Phát Địa Giá. Ở trong thành Phát Địa Giá có một vị trưởng giả Đa Ca. Vị trưởng giả này trông thấy nhóm gia nhân đó mới hỏi rằng: các ngươi đi tìm cái gì vậy? Dạ, chúng tôi đi tìm một món đồ. Trưởng giả trông thấy họ mang những cái viên gạch bằng vàng, cán dù vàng, đôi dép vàng như thế, thì biết rằng những người này chẳng phải đi tìm vật gì khác lạ, họ đang đi tìm kẻ nào giàu hơn cái người đại phu gia này đây. Và nghĩ như vậy thì trưởng giả Minh Đạt Ca nói rằng: này các ông hãy quan sát phía sau nhà của ta nè. Phía sau nhà của trưởng giả Minh Đạt Ca là một khoảng đất trống rộng, và nơi đó nổi lên những con dê bằng vàng lớn như con voi, con bò mọng hay là con ngựa. Những con này đứng nối đuôi chặt cả 8 mẫu đất. Quan sát được tài sản của trưởng giả Minh Đạt Ca, cái nhóm bà la môn này biết được rằng đây là người mà chúng ta muốn tìm. Họ liền trở về thành Takasi là trình lên với trưởng giả Chantila rằng: thưa ông, chúng tôi đã trở về. Các người có thấy ai giàu bằng hoặc là hơn ta chăng? Dạ thưa ông mà thấm thía vào đâu so với cái đại tài sản của trưởng giả Minh Đạt Ca? Ở trong thành Phát Địa Giá có một vị trưởng giả tên là Minh Đạt Ca, có một cái tài sản nhiều hơn ông ghê gớm lắm, nhiều lắm. Rồi cái nhóm bà la môn đó thuật lại cho trưởng giả Chatika nghe. Khi nghe được tiếng này thì trưởng giả Chatika phát sanh sự hoan hỷ rằng: ta đã gặp được một gia đình đại phú, và giờ đây còn gia tộc nào giàu hơn nữa hay không? Trưởng giả cha tỳ lá giao cho cái nhóm bà la môn tấm vải câm bà lá có trị giá 100.000 đồng vàng và bảo rằng: các ngươi hãy đi tìm xem có gia tộc nào là bậc đại phú gia nữa hay không. Và cái nhóm bà la môn đó lại ra đi. Sau nhiều nơi du hành, nhóm bà la môn đó đã đi đến kinh thành Rajagaha. Họ đã tìm đến lâu đài của trưởng giả Chotika. Họ giả vờ đi tìm củi, nhóm lên bếp lửa, và thị dân trong tay họ mới hỏi rằng: các ngươi tìm cái gì? Chúng tôi có tấm vải trị giá 100.000 đồng vàng, chúng tôi muốn bán nhưng mà chẳng có ai mua nổi, nay chúng tôi phải lên đường. Con đường này có nhiều cướp trú ngụ nên chúng tôi sợ cướp, đành phải đốt bỏ cái tấm vải ấy để khỏi có sự tai hại đến cho chúng tôi. Nếu mà nói thế thì các ông hãy mang đến bán cho trưởng giả Chotika. Nhóm bà la môn này tìm đến lâu đài của trưởng giả Chotika, và trưởng giả Chotika hỏi rằng: các người đến đây có việc gì? Thì cái nhóm nhân dân đó mới bạch trình lại sự việc. Trưởng giả hỏi rằng: cái vải căm bà lá này trị giá bao nhiêu? Dạ thưa chủ, 100.000 đồng tiền vàng.
chân giả Chô Tỳ Kha sang ngài, sai người giao cho họ 100.000 đồng tiền vàng và nhờ họ rằng: các ngươi hãy mang tấm vải này đến cho cái người nữ tỳ quét rác trước cổng của lâu bệnh đài ta đi. Cái nàng nữ tỳ nhận tấm vải cam bà lá ấy, nàng khóc lên và đi tìm trưởng giả Chô Tỳ Kha mà than rằng: thưa chủ, tôi có phạm cái lỗi gì? Chủ hãy đánh tôi đi, vì sao là cho tôi cái tấm vải thô xấu như thế này? Và làm thế nào tôi có thể mặc hoặc là đắp cái loại vải thô xấu như thế này được? À, chẳng phải ta cho ngươi dùng để mặc hay là đắp, mà ta cho ngươi để ngươi đặt ở dưới gầm giường á. À, khi ngủ ngươi có thể lau chân bằng cái tấm vải này. Ồ, thưa chủ, nếu mà dùng để lau chân thì tôi có thể sử dụng nó được. Cái nhóm Bà La Môn chứng kiến sự kiện như vậy vô cùng kinh hoàng trước đại gia sản của trưởng giả Chô Tỳ Kha, cho nên trở về Takasila báo cho trưởng giả Cha Tỳ Lá biết rằng trưởng giả Cha Tỳ Lá mới hỏi: các ngươi có gặp người nào có đại tài sản hơn nữa hay không? Và thưa chủ, gia sản của ông chẳng có thấm vào đâu với gia sản của trưởng giả Chô Tỳ Kha ở trong thành Vương Xá. Rồi họ thuật lại câu chuyện đã được chứng kiến đến gia chủ Cha Tỳ Lá. Nghe xong thì tâm của Cha Tỳ Lá vô cùng phấn khởi rằng: bây giờ ta có thể dễ dàng xuất gia rồi, ta hãy đi xuất gia thôi. Và trưởng giả Cha Tỳ Lá đi đến hoàng cung tấu lên đức vua cái nguyện vọng của mình rằng: tâu đại vương, thần muốn được xuất gia. Ô, lành thay, này trưởng giả, hãy làm theo những gì mà ông cho là hợp thời. Trưởng giả Cha Tỳ Lá cho gọi 3 người con trai đến, trao cho 3 người con trai cái cúp bằng vàng và nói rằng: con hãy cúp một ít vàng ở cái núi vàng cho cha đi. Người con cả cầm cúp vàng đi đến núi vàng để cúp vàng, nhưng mà vàng trở nên cứng rắn như đá tảng, không thể cúp được. Trưởng giả Cha Tỳ Lá giao cúp đến cậu công tử thứ hai, cậu này cũng như vậy, không cúp được vàng ở núi vàng. Và tiếp đến thì trưởng giả Cha Tỳ Lá giao cúp cho cậu công tử thứ ba, công tử cúp vàng như là cúp vào trong đất vậy. Trưởng giả Cha Tỳ Lá nói với công tử út rằng: thôi được rồi, này con, bao nhiêu đó được rồi. Và ông gọi 3 người con trai lại báo rằng: núi vàng này không phải phát sinh cho hai con, mà phát sinh cho cha và em út của hai con. Vậy thì hai con phải sống an vui, nương tựa vào em của mình nha. Vì sao một cái núi vàng chỉ phát sanh đến trưởng giả Cha Tỳ Lá và người con út? Tại sao mà trưởng giả Cha Tỳ Lá bị cuốn trôi trong cuộc sống? Đây là do tiền nghiệp của hai vị đó. Được biết rằng trong thời quá khứ, khi mà đại chúng đang kiến tạo ngôi Bồ Tháp bằng vàng đến đấng thập lực Kassapa, thì có một vị thánh vô lậu đi đến, sau khi xem xét bảo tháp hỏi rằng: nếu quý vị này quý vị, tại sao mà không xây mặt tiền hướng bắc của cái ngôi bảo tháp này? Ngài vì không đủ vàng. Ô, nếu thế thì tôi sẽ đi vào làng mạc để kêu gọi các ngươi hãy tùy hỷ phước thiện ấy đi. Vị thánh vô lậu đi vào trong thôn xóm kêu gọi đại chúng rằng: này quý vị thiền gia nam tử, mặt tiền hướng bắc của cái ngôi bảo tháp đấng thập lực Kassapa còn thiếu vàng, vậy thì quý vị hãy cùng nhau tạo phước đi. Và tuần tự ngài đã đi đến ngôi nhà của người thợ bạc, ông ta cũng vừa cãi cọ với vợ xong, sự phẫn nộ còn đang kìm mẫn ở trong tâm. Và khi thấy vị thánh lậu tặng đi đến kêu gọi người thợ bạc: này gia chủ, hãy dùng vàng kiến tạo bảo tháp của đấng thập lực, vì bảo tháp còn thiếu, vậy ông hãy hùng phước đi. Cơn giận
đang còn ẩn náu ở trong tâm y, cho nên y thốt lên rằng: Ngài hãy quăng bỏ đức đạo sư của Ngài xuống và nghe cái ác nghiệp khẩu như vậy. Thì vợ ông kinh hoàng nói: Này ông đã tạo một cái ác nghiệp quá nặng, ông có sân hận mà đánh đập hay là chửi mắng tôi thì ác nghiệp đó vẫn còn nhẹ. Vì sao mà ông nói rằng quăng bậc đạo sư xuống sông chứ? Hả? Tại sao ông lại xúc phạm đến chư Phật ba đời như vậy? Người thầy bạc nghe vợ nhắc nhở như thế thì kinh hoàng mà nói rằng: Bạch Ngài, xin Ngài hãy cho con được sám hối đi. Y định lễ dưới chân bậc thánh vô lậu đó, và Ngài nói rằng: Này thiền nam, ông chẳng có lỗi lầm gì đối với ta, ông chỉ nên sám hối với đức đạo sư mà thôi. Bạch Ngài, con phải làm như thế nào để sám hối với đức đạo sư? Ông hãy làm ba cái bình bông để tôn trí Xá Lợi Phật, rồi mặc đồ ướt đẫm, tóc gội ướt đi, đến sám hối với Ngài trước Xá Lợi Phật của đức Phật Kassapa. Dạ thưa vâng Bạch Ngài. Người thời bạc có ba người con, ông cho với các con đến để tỏ bài sự kiện và nói rằng: Này các con, cha đã xúc phạm đến đấng thập lực, nay cha phải làm ba cái bình hoa vàng để tôn trí Xá Lợi Đức Thế Tôn và sẽ sám hối với Ngài. Vậy thì các con hãy giúp cha làm bình hoa vàng cho mau nha. Hai người con lớn và ông nói rằng: Thưa cha, chúng con không có bảo cha nói như thế, ác nghiệp này cha làm thì cha chịu. Vậy thì cha hãy làm cái bình hoa vàng để chuộc lỗi cho được tốt đẹp đi. Nhưng mà riêng người con út suy nghĩ rằng: Lẽ thường phần sự của cha cũng là trách nhiệm của con. Rồi người con út hoan hỷ cùng cha làm thành ba cái bình hoa vàng, khoan một găng tay để tôn trí Xá Lợi Đức Thế Tôn vào đó. Rồi ông thợ bạc mặc đồ ướt, tóc cũng ướt, đến trước Xá Lợi của Đức Phật mà sám hối. Nhưng mà cái quả còn dư sót lại khiến cho nàng tiểu thư sanh con ra, gọi từ nữ đem quăng bỏ hài tử xuống dưới sông là như vậy. Hai người con lớn vì không có tâm quan hỷ làm bình hoa vàng, cho nên núi vàng không phát sanh đến hai người con lớn, mà núi vàng chỉ phát sanh đến cha Tỳ La cùng với con út, do vì cậu quan hỷ cùng với cha làm ba bình hoa bằng vàng để tôn trí Xá Lợi. Chứng giả cha Tỳ La sau khi giáo giới các con xong, ông tìm đến tịnh xá Chê Tá Quỳnh Á xin được xuất gia với Đức Thế Tôn. Sau khi xuất gia, tinh cần hành sa môn pháp, cho nên chẳng bao lâu chứng đạt thánh quả A La Hán. Thời gian sau, Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo du hành đến xứ Takasila. Ngài cùng với 500 vị tỳ kheo đến tư thất của ba người con của trưởng giả Cha Tỳ La để nhận lấy vật thực. Các vị công tử cúng dường vật thực đến chư tăng có Đức Phật là vị tọa chủ suốt cả nửa tháng. Một hôm, các vị tỳ kheo bàn luận trong giảng đường rằng: Này hiền giả Cha Tỳ La, giờ đây hiền giả còn ái luyến núi vàng cao 80 hắc bài không? Thưa chị hiền, tôi không còn ái luyến cùng với cái sự ngã mạn đối với núi vàng đó nữa. Các vị tỳ kheo cho rằng tỳ kheo Cha Tỳ La khoe pháp bậc thượng nhân, nói lời không thật, tự cho mình là bậc A La Hán. Các vị tỳ kheo trình sự việc đó lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, vì ái và mạn đối với núi vàng hay là các con của mình thì con của Như Lai đã đoạn tầm cả rồi. Và thế là Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn: Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tầm, ta gọi bà là môn. Thì khi mà câu Phật ngôn đó được chấm dứt thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đạt thánh quả, nhất là đạo quả Dự Lưu. Chính trong thời gian này,
Phần tử Acha Tassatu giao du với tỳ khưu Đề Quá Đát Ta sát hại cha của mình là vua Bhimbisara để lên làm vua, là vị lãnh tụ quân của xứ Magadha. Và khi đó thì đức vua Acha Tassatu nghĩ rằng ta sẽ chiếm lấy lâu đài của trưởng giả Chotika. Đức vua kéo đại binh đến với những cái dũng tướng, nhưng mà tòa lâu đài của Chotika là một cái tòa lâu đài mà bảo ngọc châu báu đầy cả 7 tầng luôn. Nhưng mà khi đến nơi nhìn thấy bóng dáng binh lính của chính mình thấp thoáng qua cái tường ngọc bích pha lê, thì vua Acha Tassatu ngỡ rằng trưởng giả Chotika đã chuẩn bị quân lính để giao tranh với mình. Đức vua chợt trùng chân, không dám ngang nhiên kéo đại binh xông vào tòa lâu đài. Hôm ấy chính là cái ngày Uposatha, cho nên trưởng giả Chotika đi đến tỉnh xá Kỳ Viên, tỉnh xá Trúc Lâm để hầu Phật và nghe pháp. Dạ xoa giam mù lý canh giữ cổng thứ nhất khi thấy đức vua kéo đến mới hiện ra hỏi rằng ngài đi đâu vậy. Rồi dạ sai dùng thần lực của mình xua đuổi đức vua cùng quân đến tùy tùng chạy tán loạn khắp nơi. Đức vua thua trận công tức nghĩ thầm, ta đến tỉnh xá tìm cho được thầy của Chotika. Đức vua Acha Tassatu đi đến tỉnh xá gặp phải trưởng giả Chotika đang ngồi nghe pháp. Và khi thấy đức vua thì trưởng giả Chotika hỏi rằng: Tôn đại vương có chuyện gì vậy? Này gia chủ phải thanh cho người chống lại ta, còn viên khanh thì đến đây giả vờ ngồi nghe pháp phải không? Có phải về hà toan xu quân chiếm lâu đài của tôi phải không? Này khanh, sự thật là như vậy. Tâu đề vương, nếu mà thần chưa đồng ý cho thì dù cho cả trăm ngàn vị vua như đại vương cũng thể nào chiếm được tòa lâu đài ở đâu. Tài sản của thần chẳng bao giờ bị ai chiếm đoạt được, cho dù đó là một sợi chỉ của một cái khăn chùa. Đức vua Acha Tassatu nghĩ nổi giận: Khanh có phải là đức vua hay không mà tại sao khanh lại dám nói như vậy? Hà thần không phải là vua, nhưng mà khi thần chưa có đồng ý thì chẳng một ai có thể chiếm được tài sản của thần đâu. Này khanh, làm thế nào để chứng minh được lời khanh nói là sự thật? Tôn đại vương, đây là 10 chiếc nhẫn ở trên tay hà thần, ở chân cũng có 10 chiếc, tổng cộng là 20 chiếc. Thần không có dâng cho đại vương, đại vương cũng không thể nào lấy nó được. Đức vua Acha Tassatu là người có nhiều sức mạnh, khi ngồi thì nhảy lên cao được 10 hắc vai, khi đứng thì có thể nhảy xa 80 hắc vai. Nhưng mà dù đức vua có dùng đủ mọi cách công thế nào tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay của trưởng giả Chotika được. Trưởng giả Chotika câu với đức vua rằng: Tâu đại vương, xin ngài hãy trải cái tấm vải Sataka ra đi. Rồi trưởng giả duỗi thẳng các ngón tay, cả 20 chiếc nhẫn rớt trên tấm vải Sataka một cách dễ dàng. Trưởng giả mới tâu rằng: Tâu đại vương, chẳng có một ai có thể chiếm đoạt được tài sản của thần nếu như thần mà không đồng ý. Rồi trưởng giả Chotika suy nghĩ hành động của đức vua Acha Tassatu và chợt động tâm, do thấy đức vua tạo ác nghiệp cũng chỉ vì tài sản mà ra, cho nên tâu với đức vua rằng: Tâu đại vương, xin ngài cho phép thần được xuất gia đi. Đức vua Acha Tassatu nghĩ thầm rằng: Khi mà nó xuất gia rồi, nó được cơ hội chiếm cái tòa lâu đài của nó. Cho nên đức vua đồng ý: Này khanh Chotika, khanh hãy xuất gia đi. Và được phép của đức vua, trưởng giả Chotika xuất gia với đức Thế Tôn, và chẳng bao lâu ngài cũng chứng đạt A La Hán quả và được gọi là trưởng lão Chotika. Khi ngài đã trở thành một bậc vô lậu rồi,
Ngay khi đó mọi tài sản của Ngài đều biến mất. Chư Thiên thỉnh nàng kiều nữ trở về Bắc Vũ Châu. Nàng có tên là Satula Kaya. Và một hôm các vị tỳ khưu cùng nhau bàn luận nơi giảng đường: Này hiền giả Chotika, hiền giả còn có quyến luyến lâu đài hay là cái người nữ báo vợ của mình hay không? Thưa chư hiền, tôi không còn lưu luyến gì nữa. Các vị tỳ khưu cho rằng vị trưởng lão này nói là không thật, khoe pháp bậc thực nhân, cho nên đem câu chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ khưu, con của Như Lai không còn ái luyến tài lâu tòa lâu đài hay là vợ của mình nữa. Mà Ngài đã nói lên bậc kệ: Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, cần gọi đạt là một. Và dứt từ pháp, nhiều chúng sanh chứng đạt được thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Alo, hết giờ chưa? Ô, dư 7 phút. Nhưng mà quý vị cố gắng để nghe cái đoạn kết này. Xưa dẫu làm nghề nhảy múa chơi, nay thành la hán hết theo đời. Thấy người khiêu vũ tâm không thích, nói thật mà tâm chẳng nhận lời. Phật rằng: Bỏ trói buộc nhân gian, bỏ trói buộc luôn của thiên đàng, ta gọi bằng tham môn chính thống. Người tâm giải thoát mọi buộc phiền. À, như vậy thì qua cái câu Phật ngôn này, quý vị thấy rằng tài sản có 3 loại: tài sản của nhân loại, tài sản của chư thiên và tài sản của bậc thánh. Gọi là 3 cái tài sản trong tầm giới. Nhưng mà tài sản của cõi người, tài sản của cõi trời, và cái quan trọng là tài sản của bậc thánh. Thì trong câu Phật ngôn này nói lên cái gì? Người đã từ bỏ nhân sản, người đã từ bỏ thiên sản, và người đã từ bỏ cái quan trọng nhất để đạt thánh sản là gì? Không còn tham sân si, tức là giải thoát mọi buộc ràng. Mà buộc ràng đó bởi tham đắm, bởi sân hận, bởi si mê. Thì người đã giải thoát được tham sân si thì chính Đức Phật gọi là Bà La Môn. Tức là nhân sản cũng bỏ, thiên sản cũng bỏ. Câu Phật ngôn đến đây xin được kết thúc ha. Cũng hơi lố giờ, quý vị thông cảm. Và cái thông cảm quan trọng không phải là quý vị. Xin chư thiên quan hỷ, công đức chúng tôi làm để từ thành quốc quả của hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nã sa chê quá chê nã sô thư vô hô tu sập bạc đà. Do lời chân thật này tín dân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu chư thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Mời sư phụng nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo.